Chào cả nhà. Chào cả nhà nha. Nay anh em đi chợ bán cá cả nhà ơi. Nay làm bằng hàng cá một bữa ơi. Đang YouTuber đi. Đang dọn đồ cái bán cả nhà. Cũng hôm đó này cũng lâu quá không ra clip cả nhà ơi. Cả nhà thông cảm em nha. Quay cái anh chính đó rồi. Anh chính đó anh coi lại dây tiền gốc cậu này nha. Nhà quay tôi coi cái bò tao trong góc nè. Ca sĩ đâu rồi, ca sĩ về. Ca sĩ đất kia gò công. Đang vô đồ nghe nha. Thao chén thao thùng từ bữa mẹ chứ. Lại tới chợ thì gặp mấy anh này, này nói chung là nói chuyện mắc cười chết. Đó, cái này mình quay em mình lên YouTube em nó thấy thằng ông nào nói tự nghe chiếc vợ cái đạn đồ đạt ra rồi còn hơn phụ nữ nữa. Vợ con đâu thấy cách này cầm lấy uống rượu chữ này chữ kia. Tối ngày chữ hoài. Ra chợ thì thấy thằng bạn gái mà này không thấy, thấy đàn ông trai không à. Có ai nghe nhà có số anh chị mấy gì có số anh chị gì cái gì ta bán hàng cá đúng rồi bán cá rồi đó bán cá rồi đó mấy có mấy lợi nghe nhà không Diễm không thấy dạ chút xíu nữa nhà chút Diễm tới em ơi trong Diễm anh về em chung nữa tới giờ nè cái này cũng muốn không có không của em có chị à, có mà hàng cho cá mua đó chị thì chị lại coi cá đó cả nhà cho chị Linh thành luôn nha quay lên YouTube lên YouTube em phải mong làm gì nói mới được phải mong làm gì cái nào cũng đồng kết giờ trời ơi nói chết rồi lên YouTube nói vậy chết luôn rồi bữa nay có cá chặt cá 20.000 ký nè bữa nay có cá chặt đâu nữa vậy cá chê cá lăng đâu chốt chưa nè đổi rồi bà này bà lấy cá ngon mà cá chặt cá lăng cá tê đấy các bạn cái này đồng cá gì ta? Dạ không? Dạ không? Dạ không? Cá làm thật bị xuống ra chết đúng rồi, xuống ác luôn. Ui, xuống ác luôn. Muốn bự có bự, muốn nhỏ có nhỏ luôn. Đó, thấy đâu vậy cả nhà? Đó, chốt quá. Đó, giờ đầy đủ mặt bà con đó. Cái sáng mà chiều mở cái hình mình thấy nha. Đầy đủ bao quả nhỏ. Ha, giờ thấy 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 nó như thế mà ha. Ha. Đủ rồi, đủ rồi. Đủ rồi, đủ rồi. Ê, cả nhà thấy không đi bán cá mà vui thấy không tới công chuyện luôn rồi tắt máy rồi đây có đồ ngon nè à, đưa đi ngủ cá nào hả ông cá đó đâu đâu vô đâu vô cái cái này là lát bà ấy giờ bà lấy cân hà bà quanh qua lại cái với cái lăng trời ơi nãy giờ mày ăn đi xuống không dạ. Thiệt tình đó 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 cá nè sớm về mặn không á làm ban ngày đâu làm đêm không đó em làm đêm không đó làm đêm mới có ra về chứ làm gì có được con cá vậy chị làm ban đêm mới làm ban ngày lắm không có chặt rồi đâu đó mà chặt chân chưa từ từ đi chị cái nhà thấy vui rồi bán cá mà đông ghê không chưa đâu một hồi nữa một hồi nhỏ nhiều con bự đến con dạng dưới để hồi quay dạng dưới khu dưới cho cái bán 80 em ơi khu dưới bán tự lượt me luôn 80
80. Đâu phải đâu, đâu có muốn nước đá đâu chị. Có nghĩa là em dặn nước đá cá nó còn hơi lạnh á. 80. Dạ. Nó đi tới liền nhà nè, đợi tí xíu đi cô. Bây giờ sắp xếp cho nó ra cái rồi ấy. Tôi nói 80 ông kêu nghe lại tôi bán mà. 80. Bye bye. Bóc lên đây cái coi. Hôm nay em đi nhiều mặt hàng cá nghe nha. Làm cái chút giấy hết bệnh không? Nè. Lụm cái thao á. Lấy cái thao mũ á. Không kìa được lấy hết. Nhiêu ạ? Nhiêu mà lựa ạ? Thôi cái chặt lựa luôn hả? Là chị ra đó. Bắn lửa. Bắn lửa. Thì bắn lửa. 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 Diễm là quỳ đây mà. Diễm có tiếng Diễm là có tiền mở tuổi luôn mà. Đó. Nè, lấy cái nào ở đâu? Nè. Ổng chứ coi. Hello, chào cả nhà. Bàn cá này ra có cá sống nữa. Nữa. Trong đó là cá lăng cái mì dinh á. Cái nhà thấy đông không? Chưa ra, tại vì mới tới nãy giờ. Đi sớm rồi quay cảnh sớm rồi gửi gì sớm. Anh chị. À chào mấy cô hoa hậu này nè, đưa lên. Ôi ông rượu ơi. Không chị. Cảm ơn chị giờ cái thùng này mới lãnh nè. Chị em ơi, chở ra rồi. Dạ, hỏi mày đây. Chị em. Chị em. Để đi lừa bắt con lượt cái chị vàng. Đừng đổ ra, đổ ra, anh đổ ra anh lấy thay chị ạ. Có mấy con cá đây, cá chờ. Có cái thao nhỏ trong đó kìa. Thao này đổ qua đây nè. Thao Nguyễn. Đây cái Nguyễn ra bán nhiêu mà. Cái gì vậy? Lấy cái thao bự đổ không cho mình đi qua đi. Thằng đâu? Đại đây về cho anh chị bằng đi, không bằng đâu. Đưa thao bự đây, đưa thao bự đây. Đổ cái này. Vậy lắm rồi. Hoài sức lại hoài cho mẹ em đi. Rồi. Không đó. Đưa thằng này để tao. Tới này kia nữa. Cái này bán lính lắm. Sớt hoài sức lại rồi không có miếng nước rửa tay nữa. Trời ơi. Dạ thưa chị, cá đâu mà nhỏ, đều chị đòi bự nữa, em cũng có bự mà em cũng có nhỏ nữa. Bự phải không? Trời mai đi. Chị ơi, có thu con cá chốt nữa chị. Thằng ơi, vậy mà con cá chốt mày bán ăn nó ngon hơn, mày đứng bất bì cá chốt. Bất bì bất bì ông. Em làm tới 2-3 giờ sáng đó, chị làm tới chị làm. Có số anh chị vô. Có chị đi Hồng mới vô. Chị đi đi chào. Rồi, có chị bán chuối nữa nè.
Nhỏ đó nhỏ nhưng mà nó cũng có ấy chứ đâu mà nhỏ siêu. Cái này là phía sau nghe nha, phía sau của bà Sông. Phía sau của chợ, chợ này chợ gì á, quên tên à. Cái nhà có mua gì ủng hộ nghe nè. Dạ, bán gì mà cả nhà. Mẹ lẹ đi lẹ cái sọ luôn. Đây nó mà cho cháu mình mua cho cháu mình miếng bánh miếng xôi vậy không bao giờ ăn. Gặp hôm nay cũng vậy nữa. Mà bước bước bây giờ nó bấm có đeo nữa. Cũng có thôi mua cái thằng nhà trong kia cỡ đi, không ai mua thằng nhà mà bà chồng á, cái chỗ người ta lấy khốt quá. Mà mua ở ngoài hè á. Dạ không. À, em còn ra chở mẹ ông xuống rồi mẹ ông mới điện em nè. Dạ bán cũng được mớ rồi. Ra bán giùm. Được. Bán muốn hết rồi cả nhà ơi. À, sớm giờ bán cũng muốn hết rồi. Thao quá trời thao luôn giờ này còn ba cái à. Nãy cá nhiều lắm, cá lũ cá. Cà phê nữa nè, cà phê nữa nè. Bán cá mà sẵn có cà phê uống luôn nghe nè. Cái kênh tên Chiếu Tặng Vlog. Ai có xem thì xem. Rồi luôn, bỏ. Chị này mà từ sớm giờ như thế nào? Vậy cái rồi tôi không thất bại hả? Sao người tính tự nhiên vậy? Không giờ cũng đừng nữa. Chơi đừng để cái rồi có mấy con bỏ làm xong thì bắt đi đâu ta? Cái bà chị phải cái rồi với cái trang bị. Sao không có lại cái rồi? Ôi hơn rồi đi ơi, đi nhiêu đi mà mày ơi. Cái này nó ốm lên tao. Dạ, giờ cũng đã đông hơn để miếng như nè. Người ta không biết, người ta dân chợ người ta gặp người ta góp. Còn mình thì mình biết rồi. Sao cũng được hết á. Dạ dạ. Đây có con à, đây. Con. Năm nay nó mai rút kinh nghiệm là không có lượm chứng cái luôn. Đừng để cái chưa vô nó đâm nhau có lẽ con cá chê trắng thì thấy người ta mua bà có mua cái lửa liếc gì đâu không nổi cái nhỏ không kìa. Cái nhỏ. Dạ sao chúng ta phá đi vậy. Đồ mới cái chừa luôn cái chừa. Hai cái bọc mỡ, cái bọc mỡ con. Hai cái bọc mỡ. Rồi. Đi mấy cái chè anh trai này như thế này gửi tiền cho ông luôn nha. Cái này là như vậy ông cá của ông đó đã ký gửi rồi nó dùng cái chè hết hết cá luôn cả nhà ơi. Mấy cái chốt đó chị ơi còn tép không vui rồi mẹ còn nó mẹ còn tép không kêu bà kia có lấy thêm quá hết rồi chị nè có lấy hết rồi bên em thì còn mâm cá chốt nha nè. Không nó biết nó lại rồi. Chạy cái đó chạy 60 ngàn ký luôn chạy. Nhỏ dữ lắm. Muốn hộ mẹ em vậy? Hộ
50 con đó. Tôi mở miệng ra mà không có, phải sợ. Cắn đi cho ông đi chị. Mà đồ về sao mà. Không phải, tại ông còn có nhiều nữa hả, cắn ngon. Nè bạn nè. Cắn vô bọc đi hết trơn ơi. Thôi 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 bà ơi, nhỏ vô lắm. Cắn vô bọc đi. Cắn 20 ngàn đi lấy hết trơn. Để con cãi em, cắn vô bọc hết rồi chị đi. Cho tôi đi. Bỏ bọc. Con có một cái này quá nhỏ. Lâu lâu trải nghiệm đi bán chạy cá đi nè. Cái con này ông lấy hai con này nè. Chợ đông mà vui. Con này nữa nè. Không trời. Con cứng. Vậy con đủ rồi đúng luôn, chính xác mà thôi đó, chính xác luôn nè. Giờ ở chợ đúng rồi. Bây giờ hức đêm hức dưa hức đêm hức thơm mà đông vui phải hức hoài luôn. Mình gặp nhau. Cá ngon không xuống hết trơn rồi còn đâu nữa dọn. Giờ hết rồi cả nhà ơi. Em cũng về cả nhà ơi. Nhiều đây bán cho cô bên đây luôn rồi. Thôi thì em cũng xin tạm kết thúc clip ở đây nha. Hẹn cả nhà lại clip sau nha. Xin chào cả nhà.